Chào mừng mọi người đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay thì mình có nhận được hai món đồ từ công ty của mình, không có sử dụng nữa. Thì cái này là chiếc switch phân chia mạng. Thì chiếc switch này thì cũng 7 đến 8 rồi công ty mình không có sử dụng. Thì mình có xin về, mình thấy hay thì mình review cho mọi người cùng xem. Chiếc switch này thì nó có tất cả là 16 cổng. Mình thì mình không có cái dây nguồn để mình gắn vào. Mình tí nữa có gì mình sẽ gắn trực tiếp ra vào rồi mình xem thử nó có hoạt động được hay là không. Đây là của hãng nha các bạn. Cầm khá là nặng, khá chắc tay, đầm tay. Này thì mình không thấy cái năm sản xuất. Mức điện áp vào là từ 100 cho đến 240V nhé các bạn. Rồi, mình sẽ tiến hành khui ra cho các bạn cùng xem nha. Khá nặng đó. Rồi, chọc mặt lắm thì mình mới có thể nạy ra được các bạn. Khá là cứng. Thì nhìn tổng thể thì mình thấy các linh kiện bên trong này cũng khá là mới, không có dấu hiệu sửa chữa. Bên bộ xử lý tín hiệu này thì tụ vẫn không có bị phồng. Bên mặt nguồn này á thì cũng mới, tụ không có bị phồng nè. Các cái biến áp thì vẫn còn thấy là không có dấu hiệu sửa chữa. Nhìn chung thì cái này chưa bị bung ra. Vì không có dây nguồn cho nên mình sẽ đổ dây điện vào để mình thử nó có hoạt động được hay là không nha. Tiến hành cấp điện nha. Vâng, nó đã hoạt động rồi. Các bạn thấy tất cả các đèn đều sáng lên màu xanh. Bạn xem lại nha, đó, tất cả các đèn đều sáng nó màu xanh. Như vậy thì cái switch của cái ra cái hub phân chia mạng này thì mình nghĩ là nó sẽ hoạt động bình thường thôi, chỉ cần dây nguồn nó là mình có thể xài được. Thì ở món đồ thứ nhất này thì mình thấy là mình hơi rồi đó, hoàn toàn là sử dụng được, không có vấn đề về hư hỏng.
nhìn nó cũng mới cứng các bạn. Tuy là cái này nó hơi cũ rồi, tầm 7-8 năm về trước rồi, nhưng mà vẫn sử dụng tốt ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo là món đồ nặng ký nhất, đây một chiếc phòng áp mà đến cả chục ký đó các bạn, khá nặng. Chiếc phòng áp này là phòng áp 3 kV A, có mức điện áp đầu vào là 220V và điện áp đầu ra là 100V và 110V. Thì thời điểm hiện tại ở trong phòng mình á, các thiết bị điện đều sử dụng ở mức điện áp là 220V, do đó mình không có sử dụng được con áp này. Thì mình sẽ tiến hành bung ra cho các bạn cùng xem là bên trong nó có tạo như thế nào. Cell này là đầu vào là 220V và đầu ra là 110. Ở phía trước thì có là đầu ra 100 và 110V. Mình tiến hành mình bung ra nhé các bạn. Viên áp này khá là to các bạn, khá chắc chắn, do bóng hình như là làm bằng đồng, các lát thép thì khá là chắc. Ở đây thì đầu vào của nó là từ 0 đến 2.2, input đầu vào nó có một cái CV tổng ở đây, điện áp đầu vào sẽ qua CV tổng này cung cấp cho máy biến áp. Rồi một đầu còn lại sẽ được xài chung cho tất cả các đầu ra. Như vậy hai sợi dây này là hai sợi dây cung cấp điện cho máy biến áp hoạt động, hai sợi dây này này các bạn. Thì ngôi sợi dây ra này á là cung cấp điện áp 110V. Ở phía sau đồng thời nó sẽ nối cho một phần dây để cung cấp điện áp 110V ở phía trước. Thì giá còn lại sẽ là 100V. Vì ba cái ống áp này nặng á là do cái biến áp này khá là to trong này. Mình sẽ tiến hành gắn dây rồi cấp nguồn để xem thử cái biến áp. Cái này đúng ra là biến áp chứ không phải là ổn áp, để xem thử nó có hoạt động được hay là không. Rồi mình bật lên nha, mình sẽ sử dụng chiếc đồng hồ đo vạn năng với T4 mà mình đã review ở những cái video trước để mình xem thử là điện áp đầu ra 110V và 100V này có đúng hay là không. Thank you.
112V 9 113V 102V 3, thì như vậy là cái mức điện áp đầu ra nó cũng nằm ở mức tương đương so với 110 và 100V. Thì như vậy là cái này là ta gọi đúng ra là biến áp chứ không phải là ổn áp, vì nó không có cái chức năng ổn định được cái điện áp đầu ra, nó chỉ biến đổi điện áp đầu ra thôi. Thì hai thiết bị này thì đa số là đều là hoạt động tốt cả, không có gì bị hư cả, thì với hai thiết bị này thì mình quá hời rồi. Video của mình đến đây cũng tương đối dài rồi. Mình xin kết thúc video của mình tại đây nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích á, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.